Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của hàng Nhật 123. Hôm nay em lại xin giới thiệu cho các bác một chiếc lò vi sóng của hãng Hitachi, có model là MRO gạch ngang E8Z với dung tích là 31 lít, với tông màu đỏ, chức năng nướng không địa quay kết hợp với hệ thống cảm biến trọng lượng và cảm biến hơi nước và chức năng nướng bụi. Đây, bên trong chiếc lò được thiết kế rất là rộng, và đây sẽ là chiếc khay để đồ nướng và được tráng một lớp men chống dính và chịu nhiệt rất là tốt. Còn phía bên trong mặt lò nướng như thế này thì sẽ được sơn một lớp sơn tĩnh điện giúp chống bám dầu mỡ, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh. Còn phía bên này sẽ là chỗ mà tia nước phun ra khi chúng ta nướng đồ ăn đó. Và đây sẽ là các menu nướng giúp cho những người mà không am hiểu về ẩm thực và có thể nướng một cách dễ dàng. Đây, nút đầu tiên thì sẽ là nút vệ sinh tự động, nút ở dưới sẽ là nút hủy, nút tròn ở giữa sẽ là nút hâm nóng và khởi động. Hai nút mũi tên này sẽ được để điều chỉnh lựa chọn menu và các cài đặt nhiệt độ để nấu. Bên cạnh đây sẽ là nút menu đã đông và luộc. Nút bên cạnh sẽ là nút hâm nóng. Đây là nút chọn menu tự động. Còn bên này, dòng thứ nhất sẽ là menu đồ chiên, dòng thứ hai sẽ là menu nhiệt hơi nước, dòng thứ ba sẽ là menu món phụ, dòng thứ tư sẽ là menu bánh. Và bên đây sẽ là màn hiển thị LCD. Đấy, còn ở phía bên này, đây sẽ là nút vi sóng đơn giản, mình có thể lựa chọn được các công suất vi sóng ở đây. Ở phía dưới đây sẽ là nút điều chỉnh được các mức nhiệt kết thúc của menu tự động. Đây là nút vi sóng lên men. Đây là nút nướng lò lên men. Đây là nút nướng vịt lên men. Còn đây là nút hơi nước. Và ở đây sẽ là nút gia nhiệt bổ sung. Số 10 đây sẽ là 10 phút. Số 1 sẽ là 1 phút. Số 10 bên này sẽ là 10 giây. Đó, và chúng ta sử dụng nhiều thì sẽ quen thôi ạ. Còn dưới đây sẽ là khay đựng nước và sẽ là chỗ bụi và cấp ẩm cho những đồ mà chúng ta nướng sẽ không bị khô. Còn bên này sẽ là khay chứa dầu và chúng ta có thể tháo ra dễ dàng vệ sinh như thế này. Đó. Và còn phía bên này thì sẽ là thông số kỹ thuật của chiếc lò vi sóng. Đây, MRO S8Z. Đây sẽ là sơ đồ của lò nướng. Và chiếc lò nướng này sẽ sử dụng với điện áp là 100V. Đó. Năm model 2022 này. Made in Thái Lan. Và chiếc lò nướng này thì đang có sẵn tại cửa hàng Nhật 123. Các bác có câu hỏi hay thắc mắc gì thì liên hệ hotline 0947 286 123 được tư vấn và hỗ trợ. Và hẹn các bác ở clip sau nhé ạ.